Rồi, ngay bây giờ thì tôi sẽ vào giải đề thi các bạn nhé. Wow, 190 mấy người xem rồi. Bây giờ tôi sẽ giải đề thi thôi. Bạn Cam Cam ở Nhật thì đăng ký như thế nào? À, đó là một khóa học online cho nên là bạn đăng ký ở đâu vẫn học được nha. Các bạn có thể học bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào và cái khóa học đó thì các bạn có thể xem đi xem lại đến trọn đời luôn, nó không bao giờ hết. Các bạn có thể để dành học đến mọi lúc, mọi nơi, lúc nào cũng được hết. Bạn Trần Phước Thành ở Nhật thì làm sao thanh toán học phí NC? À, thanh toán học phí có rất là nhiều cách thanh toán, bạn có thể lên trên học viện Unica nha, trên đó nó sẽ có rất là nhiều cách thanh toán đấy. Bạn có thể tham khảo trên đó giúp tôi. Bạn Chi Chi, em xác nhận nó báo như vậy là sao ạ? À? Báo như vậy là như thế nào? Bạn phải nói rõ giùm tôi nhé. Tôi không thể nào biết hết được rất là nhiều những trường hợp các bạn. Bạn Yến Bi, bao giờ sửa N3? N3 thì vào tháng vào thứ bảy tuần này tôi sẽ sửa N3 các bạn nhé. Bạn Việt Trần, em là AV là cái gì? Tôi không đọc được những ký hiệu đâu. Thì đăng ký kiểu gì thế Sensei? Tôi không đọc được ký hiệu, các bạn cứ nhấp vào đường link bên trên nếu bạn nào muốn đăng ký nha. Thì các bạn cứ nhấp vào đường đường link đăng ký giùm tôi. Rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ thì tôi sẽ sửa đề thi ngay lập tức cho các bạn nha. Mất nhiều thời gian rồi. Và các bạn ơi, những bạn nào mà có anh chị em là học sinh sinh viên đấy mà không có khả năng chi trả được học phí nè, chưa tìm ra được đồng tiền đấy, thì các bạn có thể giới thiệu cho tôi nha, tôi sẽ tặng miễn phí cho những người đó. Tôi sẽ tặng hoàn toàn miễn phí, không mất một đồng nào cho những người đó hết. Nha các bạn. Các bạn có thể giới thiệu cho tôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào giải phần môn đây năm. Mất hết 15 phút của tôi và các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải phần môn đây năm các bạn nhé. Phần môn đây năm này thì cái yêu cầu của đề bài đó là chọn cái cách sử dụng từ ngữ. Goi kotoba no chikai kata, đó là cách sử dụng từ ngữ. Bây giờ tôi sẽ giải rất là lẹ nha. Bạn chuẩn bị một cái bút và một quyển tập cho tôi sẽ giải giống như hôm bữa thứ thứ hai đấy, tốc độ cao. Ok, bắt đầu câu số 1. Tokuza, tokuza. Các bạn dịch nghĩa giùm tôi câu này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn câu trả lời là cách sử dụng đúng nhất trong bốn đáp án dưới đây. Đầu tiên các bạn phải dịch nghĩa được cái từ vựng trên đây trước nha. Rồi một hồi nữa, những bạn hỏi tôi là cách, nếu chúng ta không dịch được cái từ vựng trên đây, chúng ta không biết nghĩa được từ vựng trên đây, chúng ta chưa học nó lần nào thì làm cách nào, có mẹo nào để chúng ta giải được, thì một hồi nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cuối bài ngày hôm nay nhé. Ok, phần này tôi sẽ chậm lại khoảng 5 giây cho các bạn làm. Đối với tôi một đề một một câu bài làm chỉ 5 giây thôi, đến 10 giây là quá rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ sửa đáp án ngay cho các bạn nhé. Tokuza này, Tokuza có nghĩa là gì? Tokuza là cái tiệm hớt tóc nha. Những bạn nào mà đã nhận được cái hệ thống học từ vựng của tôi ấy, thì các bạn sẽ biết được từ này. Tokuza có nghĩa là tiệm hớt tóc. Câu số 1 các bạn dành cho tôi. Yasai, yasai o kai ni tokuza e kimasta. Như vậy thì đi đến tiệm hớt tóc để mua rau, như vậy thì câu này sai các bạn nhé. Đi đến tiệm hớt tóc để mua rau thì sai rồi. Yasai o sagashi ni tokuza e kimasta. Đi đến cái tiệm hớt tóc để mà tìm tạp chí, tìm tạp chí, như vậy thì câu này nó cũng sai luôn. Và các bạn lưu ý giùm tôi nè, vì đây là cái phần làm chọn cách sử dụng của từ vựng, cho nên đôi lúc các bạn dịch một cái câu dưới đây á, có những câu sai nó với cái ý nghĩa rất là kỳ lạ, cho nên các bạn đừng có thắc mắc nha, vì nó là một cái câu sai cho nên ý nghĩa nó rất là kỳ. Tiếp theo câu số 3. Hagai takata no de tokuza e kimasta. Vì đau răng cho nên đã đi đến tiệm hớt tóc, vậy thì câu này cũng chớt luôn. Kami no ke o kiri ni tokuza e kimasta, tức là đi đến tiệm tiệm hớt tóc để cắt tóc, thì điều này đều diễn nhiên đúng rồi nha. Câu số 4 là đáp án đúng. Tiếp theo câu số 2, nhanh lên các bạn ơi, thời gian không cho so phép chúng ta nhé. Gì cần của Okane des, thời gian là tiền. Người Việt mình nói thời gian là vàng, nhưng người Nhật người ta sẽ nói thời gian là tiền các bạn nhé. Gì cần của Okane des. Tiếp theo Jinko các bạn nhé. Jinko là cái gì? Chúng ta phải phân tích được ý nghĩa của từ này trước, sau đó chúng ta mới chọn đáp án bên đây. Như vậy thì câu này các bạn có 5 giây để làm, nhanh lên.
5 giây thôi, 10 giây là quá rồi đấy. Nhanh lên nữa các bạn, nhanh lên. Phải làm nhanh lên nha. Rồi tôi sẽ sửa ngay đáp án câu này cho các bạn. Zinco có nghĩa là nhân khẩu các bạn nha. Nhân khẩu, dân số đấy, dân số. Chữ này là chữ nhân nè, chữ nhân trong chữ là chữ Hito đấy. Chữ cô này là chữ khẩu đấy các bạn, dân cô nha là nhân khẩu. Như vậy thì dân nhân khẩu dân số. Rồi, chúng ta sẽ tìm ra cái câu trả lời đúng nhất. Ima se ka no jinko wa dore gurai? Adono gurai ka shitemasu ka? Cái dân số của thế giới bây giờ thì bạn có biết là khoảng bao nhiêu hay không? Có biết là khoảng bao nhiêu hay không? Như vậy câu này cách sử dụng và cái ý nghĩa chúng ta dịch cảm thấy nó có lý. Để sang một bên câu số 2. Kono ka sa no jinko wa daitai go hekunin gurai desu? Cái dân số của công ty này, dân số công ty thì nó điều này rất là nghịch lý các bạn nhé. Dân số của công ty là thế nào, các bạn phải nói là kaisa in hay gì đó, nhân viên của công ty này thì nó sẽ đúng hơn. Câu số 3, cô chữ jiko de nakunaru jinko wa fuete iruso desu, đó là cái dân số mà bị chết đi do tai nạn giao thông, thì cái dân số bị chết đi do tai nạn giao thông cũng không đúng rồi. Những người bị chết đi do tai nạn giao thông thì nó sẽ đúng ha. Câu này có thể nói là cô chữ jinko de nakunaru hito wa fuete iruso desu, nghe nói là những cái người mà chết do tai nạn giao thông thì đang tăng lên rất là nhiều. Câu này sai nha. Tenki no ihi ihi wa umiya yamae ku jinko ga oi desu. Đó là cái những cái ngày mà thời tiết tốt á thì cái dân số mà đi đi núi nè, đi biển thì nó rất là nhiều. Như vậy thì câu này cũng sai luôn, không đúng. Và câu đúng nhất là câu số 1 các bạn nha. Dân số của thế giới, dân số thế giới nha. Nào mà đọc lại một lần nữa này, ý mà no se ka no jinko wa dono gurai ka shitemasu ka? Dono gurai ka shitemasu ka? Có khoảng bao nhiêu dân số thế giới? Tiếp theo. Câu số 3. Tôi đọc hơi nhanh các bạn nhé, tôi đọc hơi nhanh vì không có thời gian, cho nên các bạn lắng nghe chú ý giùm tôi. Câu số 3 Kiyomi. Rồi các bạn dịch nghĩa giùm tôi từ Kiyomi này trước và sau đó các bạn chọn ra bốn đáp án. Câu này các bạn có 10 giây để làm nhé. Câu này có 10 giây thôi. Ok, tôi phóng to một tí xíu nữa cho các bạn thấy rõ hơn. Rồi các bạn nhanh chóng chọn đáp án câu này giùm tôi đi. Kiyomi, Kiyomi có nghĩa là gì các bạn? Hôm thứ hai tôi live stream đề thi N4 có khoảng gần 900 người xem. Hôm nay thì hiện tới bây giờ khoảng 300 anh em xem cùng tôi rồi. Các bạn cố gắng chia sẻ video giùm tôi sao cho 500 người xem đi. Các bạn bạn nào chưa nhận được 100 bộ đề thi từ N5 đến N1 đấy thì các bạn hãy share video này. Sau đấy các bạn vào đường link giảng viên bìnhthiênminh.gr8.com ở trên đường livestream nha. Thì các bạn ấn vào đấy và nhận đăng ký 100 bộ đề thi giúp tôi. Hệ thống sẽ tự động gửi cho các bạn trong khoảng 5 đến 10 phút gì đấy. Rồi ngay bây giờ tôi sẽ sửa câu 3 cho các bạn nhé. Kiyomi có nghĩa là cái gì các bạn? Sở thích. Sở thích nha. Kiyomi. Kiyomi là cái sở thích. Như vậy thì câu đúng nhất là câu nào? Các bạn dịch từng câu một chúng tôi. Câu thứ nhất. Furureko do. Furureko do achimeru no ga watashi no kiyomi desu. Kiyomi desu. Như vậy thì reko do này là cái gì các bạn? Reko do này là những cái đĩa nhạc cũ ngày xưa đấy. Cái đĩa mà ngày xưa người ta sử dụng để quay hát các bạn. Người ta gọi là reko do ấy. Không biết có hình ảnh hay không. Những bạn nào chưa liên tưởng được cái đó thì các bạn có thể xem hình ảnh trên đây nhé. Tôi mở cho các bạn xem lê cô đồ nghĩa là gì. Các bạn từ nào các bạn không hình dung ra được thì các bạn có thể tra bằng Google hình ảnh nhé, để các bạn dễ nhớ được. Cái việc học từ vựng qua tranh ảnh thì nó là một cái điều rất là tuyệt vời, nó giúp cho chúng ta có được cái tương tác với cái hình ảnh, chúng ta được dễ nhớ hơn. Như vậy thì lê cô đồ là cái đĩa nhạc cũ các bạn, cái đĩa nhạc ngày xưa đấy, các bạn xem các bạn sẽ biết thôi. Ok, đây nhé các bạn, đây cô đồ là những cái đĩa này, những cái đĩa mà ngày xưa người ta hát dùng cái đĩa quay này đấy, tôi không biết gọi nó là cái gì. Đây gọi là cái đây cô đồ các bạn, đây cô đồ. Furure cô đồ achimeru no ga watashi no shumi desu, tức là cái những cái sở thích mà
Tôi có sở thích sưu tập những cái đĩa cổ như thế này. Ok. Tiếp theo các bạn quay trở lại đề thi giùm tôi nhé. Câu số 1, Furureko do Atsumeru no ga watashi no kiyomi desu. Kiyomi. Như vậy thì câu này watashi no kiyomi, rồi câu này nó nghe nó cũng có vẻ có lý đấy, nhưng mà chúng ta xem một hồi chúng ta xem sau. Các bạn nhìn tiếp giùm tôi câu số 2. Tiếp giùm tôi câu số 2 nha. Câu số 2. Daigaku de horitsu o kyomi ni benko shimashita. Như vậy các bạn thấy là đây là cái bài tập chọn cách sử dụng từ vựng, cho nên là nó cố tình đưa chúng ta vào cái cách sử dụng sai đấy. Các bạn thấy nó có ý nghĩa rất là kỳ. Những câu nào các bạn thấy ý nghĩa mà các bạn dịch không được, các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì nó là câu sai các bạn nhé. Ví dụ như cái này, horitsu có nghĩa là pháp luật các bạn. Horitsu nghĩa là pháp luật. Như vậy thì tôi đã học pháp luật ở trường đại học, học một cách sở thích là như thế nào, nó không ý nghĩa. Câu số 3, Sumisu, Sumisu san wa nihon no kire rekishi ni kiyomi ga arimasta, arimasu ka? Tức là cái chị Sumisu thì chị có cái sở thích với cái lịch sử của Nhật Bản hay không? Như vậy thì các bạn thấy nè, cái từ kiyomi này á, về cái cách sử dụng đúng của nó nha, các bạn thường thấy nó sẽ đi đi trước nó là cái trợ từ ni. Ví dụ như là có sở thích với cái gì đó thì các bạn sẽ danh từ ni kiyomi ga arimasu, tức là có cái sở thích về cái gì đó. Rồi hiểu chưa? Sumi san wa nihon no rekishi ni kiyomi ga arimasu ka? Tức là chị Sumi san thì chị có cái sở thích về có cái sở thích về văn hóa về lịch sử của Nhật Bản hay không? Vậy câu số 3 này là về mặt ngữ pháp nó đúng rồi các bạn. Đúng nhất trong các câu ấy. Bởi vì trước kiyomi là một cái trợ từ ni. Hima no nano de atarashii kiyomi o hajime you to omoimasu, tức là lúc rảnh rỗi, vì rảnh rỗi cho nên là tôi muốn bắt đầu một sở thích mới. Cái câu này thì về mặt ý nghĩa tiếng Việt mình nghe nó có lý, nhưng mà về ngữ pháp thì nó trật các bạn nhé. Không có ai sử dụng cái câu này hết. Tiếp theo câu số 4. Câu số 4 các bạn chọn đáp án giúp tôi nhé. Bunka, bunka. Như vậy thì bunka các bạn phải biết được nghĩa của nó là cái gì trước đã. Sau đấy thì các bạn mới chọn dịch và chọn những đáp án bên dưới này. Rồi, tôi sẽ sửa đáp án ngay lập tức cho các bạn. Bạn Hoa Hoa nói đúng rồi nhé. Văn hóa, bưng ca là văn hóa. Như vậy thì cái phần bài tập này nè, biết nghĩa là một chuyện, rồi chúng ta phải chọn được cách sử dụng của nó là một chuyện nữa các bạn. Bưng ca là văn hóa. Như vậy câu số 1, các bạn dịch nghĩa cùng tôi nè. Yoru hayaku neite asa hayaku okiru no ga uchi no bunka desu. Cái việc mà ngủ sớm dậy sớm thì đó là một cái văn hóa của nhà tôi. Văn hóa của nhà tôi là như thế nào? Không đúng nhé. Các bạn có thấy nó là cái thói quen của nhà tôi, Uchino siêu cần đấy, là cái thói quen của nhà tôi. Rồi tiếp theo câu số 2. Nihon ni wa seiyo to chigau bunka ga mukashi kara arimasu. Như vậy thì câu này có nghĩa là gì đây? Ở nước Nhật đấy, ở Nhật Bản đấy thì nó cái văn hóa nó khác với phương Tây, và Seijo là phương Tây, là Tây Dương các bạn nhé, thì nó đã có từ cái thời xa xưa rồi, có từ thời xa xưa. Như vậy câu này nghe có vẻ có lý nè, chúng ta để nó sang một bên. Tiếp theo câu số 3. Kaigi de hanashi atte machi no atarashii bunka o kimemashita. Tức là nói chuyện ở cuộc họp, sau đó thì quyết định cái văn hóa mới của thành phố. Như vậy thì câu này dịch nó rất là kỳ, các bạn thấy chưa? Nghe cái ý nghĩa nó ngộ ngộ sao ấy. Tiếp theo câu số 4, furukute warui bunka o minna de wasurenakereba narimasen. Tức là không thể nào quên được cái văn hóa cũ và xấu. Như vậy các bạn thấy chưa? Tôi nói rồi, những cái phần này cái câu sai ấy, thì cái ý nghĩa nó dịch rất là kỳ. Chúng ta đừng để tâm tới. Nó dịch rất là ngộ, không đúng. Tiếp theo câu như vậy câu đúng nhất là câu số 2 các bạn nha.
ở Nhật Bản, đi không nếu hòa seyo to chigau bunka ga mukashi kara arimashita. Tiếp theo câu số 5. Câu số 5 các bạn tiếp tục làm với cái cách y như thế giùm tôi. Vẫn y cách đấy. Dịch trước cái câu này, dịch trước cái từ trên đây có ý nghĩa là gì? Kinzo, kinzo. Những bạn nào chưa nhận được thông báo mỗi khi tôi livestream ấy thì các bạn hãy ấn theo dõi Facebook của tôi. Và các bạn nên chỉnh chế độ Facebook của tôi sang cái chế độ xem trước nha. Thì mỗi lần tôi livestream các bạn sẽ nhận thông báo rất là sớm. Để không bỏ lỡ những cái câu giải đề thi, các bạn nên ấn theo dõi Facebook của tôi. Tiếp theo câu số 5, Kinzo có nghĩa là gì? Kinzo là hàng xóm các bạn nhé, hàng xóm, những người sống lân cận với mình để gọi là Kinzo. Câu số 1, Kaisawa ekikara gofun no kinzo ni arimasu. Yeah. Câu này đọc qua thì thấy là ý nghĩa nó đặt rồi đấy. Công ty thì nó có ở hàng xóm của 5 phút, các bạn thấy nó rất là ngọt. Những cái ý nghĩa nó sai, câu nó ý nghĩa nó sai thì nó dịch rất là kỳ, không đúng. Tiếp theo câu số 2, Apato no kinzo ni donna mono ga arimasu ko? Apato no kinzo ni donna mono ga arimasu ko? Các bạn dịch câu này các bạn thấy nó có gì ngọt ngọt không? Tự nhiên hay không? Có cái gì đó ở hàng xóm của cái nơi tôi ở. Donna mono là có cái đồ gì đấy. Các bạn nên lưu ý là cái phần mà chọn cách sử dụng từ vựng này á, nếu như những cái câu mà nó cố tình cho sai trong đấy, thì các bạn dịch cái ý nghĩa nó rất là lạ. Cho nên là các bạn đừng có để tâm tới những câu sai nha. Những câu sai các bạn đừng có thắc mắc tại sao nó có ý nghĩa kỳ như thế. Bởi vì nó cố tình thôi. Nó cố tình nó sắp xếp cho chúng ta như vậy. Nhưng mà các bạn khoan hãy vội chọn đáp, khoan hãy vội chọn đáp án nha. Các bạn nên để nó sang một bên, có thể là nó là một cái câu nó đúng hơn so với những câu khác các bạn nha. Cho nên là các bạn đừng vội chọn đáp án, phần này lúc nào cũng vậy. Các bạn đừng vội chọn đáp án. Các bạn cứ để nó sang một bên, các bạn dịch tiếp câu số 3 giùm tôi. Yoru urusai kinzo wa honto ni komarimasu. Yoru urusai kinzo wa honto ni komarimasu. Như vậy thì câu này có nghĩa là gì các bạn? Buổi tối nè, rồi là cái hàng xóm ồn ào thì nó thật là phiền phức nhỉ. Như vậy thì câu số 2 và câu số 3 này chúng ta cũng để sang một bên. Bò nữa chúng ta sẽ xem câu nào là câu đúng nhất. Kawanaka-san ga sunderu no wa donna kinzo desu ka? Cái câu này rất là kỳ. Sunderu no wa, cái việc sống, cái việc mà chị anh qua Kawanaka-san thì đang sống thì nó là một cái hàng xóm như thế nào? Các bạn thấy phần này dịch rất kỳ. Như vậy thì cái câu, hai câu mà chúng ta để tâm tới nhất đó là hai câu nào? Câu số 2 và câu số 3. Vậy các bạn sẽ dịch lại chúng ta câu số 2 nè. Abato no kinzo ni donna mono ga arimasu ka? Tức là câu này các bạn dịch chậm lại giùm tôi nha. Cái hàng xóm của cái nơi mà mình sống đấy, của cái nhà trọ mà mình sống ấy, thì nó có những cái gì? Nó có những cái gì? Ví dụ như ở hàng xóm, ở lân cận cái khu vực mà nhà trọ mình sống thì nó có những cái thứ gì? Câu này thì các bạn thấy cũng có lý nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích xem câu số 3 và câu số 2 này câu nào là câu đúng nhất. Yoru urusai kinzo wa honto ni komarimasu. Rồi bây giờ hai câu này nó na ná với nhau, cho nên là các bạn chọn đáp án giùm tôi đi. Phần này tôi xem được bao nhiêu người chọn đáp án đúng và bao nhiêu người chọn đáp án sai nha. Các bạn chọn đáp án đi. Sao câu này khó? Câu này nó khó ha. Câu này các bạn, tôi nhắc lại một lần nữa, phần này không phải chỉ các bạn biết nghĩa không, mà các bạn phải biết được cách sử dụng của nó nữa. Nha. Các bạn biết nghĩa của từ kinzo không thì các bạn chưa chắc đã làm được câu này.
Có bạn chọn câu số 3, có bạn chọn câu số 2. Các bạn chọn câu số 3, các bạn chọn câu số 2. Đúng rồi, bạn Doãn Hiệp chọn đúng nè. Trái tim của gió chọn sai rồi, không phải câu số 3 đâu nha. Không phải câu số 3, trái tim của gió. Từ Kinzo này á. Các bạn hiểu nó giùm tôi nè. Nó là hàng xóm, là cái lân cận nhà mình. Những không không có nghĩa giống như tiếng Việt mình nói là hàng xóm, tức là những cái người xung quanh nhà mình nha. Nó ngoài cái nghĩa đó ra, nó còn có nghĩa là những cái xung quanh, cái lân cận ở nhà mình đấy, không phải nói về người không các bạn nha, mà còn nói về những cái quang cảnh. Các bạn hiểu chưa? Nó có hai ý nghĩa như thế. Như vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của câu số 2 các bạn thấy nè. Abato no kinzo ni donna mono ga arimasu ka? Cái từ mono này nếu nó viết thành là một cái từ giả, tức là trong từ người đó các bạn, thì có nghĩa là ở cái hàng xóm nhà bạn thì có những cái người như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy cái từ arimasu, người thì không thể nào mà arimasu được. Như vậy thì mono lúc này nói về đồ vật các bạn nhé. Các bạn hiểu chưa? Ga arimasu. Cho nên là các bạn không thể nào nói cái từ mono này là người được. Nó là phải là đồ vật. Như vậy thì ở cái lân cận nhà bạn đấy, lân cận cái khu nhà trọ bạn sống ấy, thì nó có những cái đồ gì? Ví dụ như là có những cái tòa nhà gì, ví dụ như là có những cái cây cối gì chẳng hạn như thế, nó kiểu kiểu như vậy đấy. Các bạn hiểu chưa? Còn cái câu số 3 này nè, Yoru urusai kinzo á, hontou ni komarimasu. Các bạn dịch sang nghĩa tiếng Việt của mình thì nghe cũng có lý đúng không? Nhưng mà cách sử dụng, cách ghép câu á, nó bị sai các bạn nha. Các bạn lưu ý nó bị sai. Cái từ kinzo này nè, mà các bạn ghép với urusai này nhá, cái kết cấu của câu này nó không có đúng. Và tôi khi sử dụng trong văn nói, tôi không bao giờ tôi nói cái kiểu như thế này. Không bao giờ sử dụng cái từ kinzo mà để nói một cái câu như thế này cả. Thì để làm được cái phần này á, chỉ có cách là các bạn phải làm bài tập thường xuyên thôi, chứ các bạn không thể nào mà phân biệt được đơn giản đâu nhá. Các bạn lưu ý tôi phần này. Vậy câu đúng nhất là câu số 2 các bạn nha. Về cái cách kết cấu ngữ pháp của nó, câu này hoàn toàn đúng. Nhưng nếu các bạn dịch sơ qua, các bạn không phân biệt được câu số 2 và câu số 3 đâu. Câu này khó đấy. Tiếp theo câu số 6. Igai. Igai. Phần này những học viên nào đã học kanji ấy, đã học kanji N4 mà tôi dạy cho các bạn đấy, thì các bạn sẽ biết từ này nhé. Bạn nào nhớ từ Igai không? Igai đấy. Igai có nghĩa là gì các bạn? Ngoài ra, ngoại trừ ra. Thật rất nhiều thanh niên đã ra đi. Rồi, các bạn phân tích giùm tôi. Từ Igai này có nghĩa là gì? Câu này cũng tương đối là khó nha. Từ Igai này. Đấy, bạn nào nói là đề này dễ đâu, thì đề thi nào cũng có câu dễ và câu khó nha. Bây giờ nãy giờ các bạn gặp toàn những câu khó không đấy. Cho nên là đừng vội đánh giá một cái đề thi nào nó quá dễ khi các bạn gặp toàn những câu dễ nhé. Có phần dễ, có phần khó. Đề nào cũng vậy các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đáp án của câu số 6 này. Igai này có nghĩa là ngoài ra, ngoại trừ. Ngoại trừ ra, ngoài ra cái gì đấy. Ví dụ Korea Igai, ngoài cái này ra nhá. Rồi bây giờ các bạn dịch chúng ta có số 1. Ryori to nomimono wa okane ga igai desu. Isso de wa arimasen. Câu này dịch là cái gì? Nó tương đối dài và nó có phân cho chúng ta cái dấu chấm nè. Cho nên là các bạn dịch cho nó đúng giùm tôi nhé. Ok. Cái đồ ăn và nước uống thì ngoại nói chung đó là trừ cái tiền đó ra, không có tính vào chung. Itso de wa arimasen, tức là không có chung với nhau. Vậy cách sử dụng từ này nó bị trật là các bạn. Okane ga igai desu. Muôn đời học tiếng Nhật không bao giờ nghe câu này. Okane ga igai desu. Không bao giờ có vụ mà ga igai ở đây. Câu này về mặt ngữ pháp trật lắm. Các bạn lưu ý nè, phần này là cái phần chọn cách sử dụng từ vựng. Cho nên các bạn phải biết cái cách sử dụng từ thông thạo thì bạn mới làm được câu này. Tiếp theo câu số 2. Kochira no mise ni wa nai no de igai no mise ni itte mimasu. Igai no mise ni itte mimasu. Các bạn có bao giờ nói câu này không? Người ta phải nói là hokka no mise ni itte mimasu. Đến thử cái tiệm khác. Hokka nhé, hokka no đấy.
Okonomise, chứ không ai nói mà Iganomise đấy, rất là kỳ, sai luôn. Tiếp theo câu số 3, Kanke no aru hito, Igai wa kono heija ni haranai de kudasai, haranai de kudasai. Như vậy câu này các bạn dịch nghĩa thử xem sao. Kanke no aru tức là những cái người có liên quan, những người có liên quan. Như vậy kanke nai, kanke nai tức là những người không có liên quan. Như vậy câu này dịch nghĩa là như thế nào? Ngoại trừ những cái người mà có liên quan ra thì đừng có vào cái ngôi nhà này, đừng có vào cái căn phòng này. Tức là ngoại trừ ai đó, giống lúc nãy tôi đã nói các bạn chưa? Kore igai tức là ngoại trừ cái này, sore igai ngoại trừ cái đó, kono hito igai ngoại trừ người này. Đấy. Thì câu này mới là câu đúng. Danh từ igai các bạn nhé, danh từ igai, danh từ cộng với cái từ igai này thì nó có nghĩa là ngoại trừ cái danh từ đó ra, ngoại trừ cái danh từ đó. Ví dụ như kono uchi igai tức là ngoại trừ cái nhà này ra, kono uchi no hito igai ngoại trừ những cái người của nhà này ra. Như vậy câu 3 là câu đúng các bạn nha. Cách sử dụng chúng ta nhìn vào làm thông thạo rồi thì chúng ta nhìn vào chúng ta biết nó đúng thôi, rất là đơn giản. Câu số 4, heya wa futachu arimasu, taisetsu to yose no heya wa igai. Các bạn thấy cái câu sai á, cái câu sai thì các bạn dịch nghĩa thì nó cảm thấy rất là kỳ. Yose tức là cái gì bạn? Yose là nữ giới đấy, còn danse là nam giới nhé. Danse to yose no heya wa igai desu. Như vậy câu này các bạn dịch nghĩa là gì? Cái nhà này nè thì nó có phòng thì nó có hai cái, phòng nữ và phòng nam thì nó ngoại trừ. Như vậy câu này không có đúng nha. Phòng nữ phòng nam nó phải bê chư, các bạn phải nói như thế, bê chư đẹp tức là nó riêng biệt với nhau. Câu 4 mày trật luôn. Như vậy câu đúng nhất là câu số 3 các bạn nha. Tiếp theo câu số 7, Sakan, bạn nào biết từ Sakan này? Từ này rất là lâu rồi. Từ này rất là lâu rồi. Bạn nào không sử dụng thường xuyên sẽ quên từ này chắc luôn ấy. Các bạn phải dịch nghĩa trước được từ đấy xong rồi chúng ta mới chọn được đáp án nhé. Câu này các bạn có khoảng 10 giây để làm. Các bạn cứ cầm đáp án đi và ghi lại xem một hồi nữa kết thúc bài thi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đúng được bao nhiêu câu nhé. Rồi. Các bạn cầm anh đúng được cái từ Saka này rồi. Các bạn chọn đáp án đi. Câu này bộ khó lắm hay sao mà các bạn không chọn đáp án được vậy? Bây giờ tôi sẽ sửa nha. Sakan này có nghĩa là phổ biến thịnh hành. Phổ biến thịnh hành nha các bạn. Phổ biến thịnh hành. Phát triển cũng là nó, các bạn có thể nói như thế. Phổ biến thịnh hành hoặc là nó vượt bậc so với những cái quốc gia khác, hoặc là nó nổi trội hơn so với người khác, thì các bạn có thể nói từ Sakan này. Câu số 1, Nihon wa gaikoku to no boeki ga Sakan na kuni desu. Như vậy thì câu này các bạn dịch là cái gì? Nhật Bản là một cái đó, là một cái quốc gia mà phổ biến mậu dịch đó các bạn. Boeki là mậu dịch tức là giao dịch nước ngoài đấy, giao dịch kinh tế nước ngoài đấy. Câu này thì có nghĩa là gì? Nhật Bản là một cái quốc gia mà rất là phổ biến, rất là phát triển trong cái vấn đề giao dịch với các nước ngoài, giao dịch với nước ngoài. Boeki là mậu dịch nhé. Câu số 1 này có lý nè, về mặt ngữ pháp và ý nghĩa thấy nó hợp lý, nhưng mà để chúng ta xem sao. Câu số 2, Kino no party wa hito ga ogete Sakan desu. Cái buổi party của ngày hôm qua thì rất là đông người cho nên nó phổ biến. Câu này dịch nghĩa thấy sai luôn. Yamashita-san wa shinsetsu ga Sakan de totemo ii hito desu. Yamashita-san thì là một cái người tốt bụng phổ biến. Nghe rất là kỳ, chọn tới đây là biết sai, đọc dịch tới đây biết sai rồi. Câu số 4, Ekime wa debato ya restoran ga atte Sakan desu. Đó là ở trước nhà ga thì có cái cửa hàng, trung tâm mua sắm nè, nhà hàng nè, thì nó rất là phổ biến.
Không thể nào nói từ Saka nó đây được. Câu này các bạn có thể nói là Nigiyaka, tức là nhộn nhịp. Nigiyaka nhé. Còn bốn sai luôn. Vậy câu câu đúng là câu mấy các bạn? Câu số 1 nha, hợp lý nhất là câu số 1. Nhật Bản thì là một cái quốc gia phổ biến thịnh hành về cái giao dịch với nước ngoài. Tiếp theo câu số 8, các bạn dịch giùm tôi từ hoa cư này có nghĩa là gì? Sau đó chúng ta hãy chọn bốn đáp án ở dưới nhé. Hoa cư là cái gì các bạn? Từ này quá quen thuộc rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ sửa ngay cho các bạn đáp án của câu số 8 nha. Câu số 8 từ hoa cư này có nghĩa là xôi đó các bạn, hoa cư. Hoa cư là xôi nhé, còn hoa cá sư là đúng xôi. Hoa cá sư nó là thay động từ và hoa cư nó là tự động từ, có nghĩa là xôi. Như vậy câu số 1 các bạn dịch nghĩa nè. Furo, furo tức là cái bồn tắm nhé, furo đó wakimasta, cái bồn tắm nó xôi. Và sakini hati kurasa, hãy vào trước đi. Cái bồn tắm mà xôi là như thế nào? Bồn tắm mà sôi thì vào có nước mà nó lột da luôn, cho nên là câu số 1 này đặt về mặt ý nghĩa nha. Câu số 2, mizu ga achukute waitemasu hiyotomemasu, tức là nước thì đã nóng và đang sôi lên, cho nên là hãy tắt lửa đi. Như vậy thì câu này về mặt ngữ pháp, về mặt ý nghĩa chúng ta thấy nó hợp lý nè, để xem sao nha. Câu số 3, tanoshitoki wa dare mo kokoro ga wakimasu. Như vậy thì câu này có nghĩa là gì các bạn? Cái lúc mà vui ấy, thì ai cũng cái tim, cái trái tim cũng sôi là như thế nào? Trái tim cũng sôi à? À tôi bị nhầm câu này rồi các bạn nha, tôi bị nhầm câu này rồi. Cái câu số 2 này không không phải nói là nước nóng nha các bạn, không thể nói là nước nóng mà đang sôi được. Về mặt ngữ pháp là bị sai, cái cách dùng từ nó bị sai ở đây. Các bạn nhìn lại câu số 1 giùm tôi. Ofuro wa wakimasta trong trường hợp này không phải là cái nước mà nó sôi ùng ục như là nước sôi các bạn nấu nha. Người ta thường hay nói cái câu như thế nào? Ofuro ga waitemasu các bạn, tức là cái nước trong bồn tắm nó đã đun nóng lên, nó đã làm nóng lên đấy. Thì saki ni hatte kudasai. Câu này tôi bị nhầm nhé, tôi sửa lại cho các bạn nghe lập tức câu này. Cái câu số 1 này nè, người ta nói là ofuro ga wakimasta, tức là cái nước trong bồn tắm ấy, nó đã nóng lên, có nhiệt lên rồi chứ không phải là sôi sùng sục đâu. Câu này nha, saki ni hatte kudasai, các bạn dịch lại giùm tôi hai câu này. Câu số 2, mizu ga achukute waitemasu, tức là nước nóng và đang sôi, thì cái câu này về cái cách dùng từ ngay chỗ này đã bị sai nè. Cách dùng từ ngay chỗ này bị sai nha. Và cái thứ nhất nữa là tự nhiên không ở đây bắt chèn cái dấu chấm như thế này, rồi thêm mỗi câu là hiyotomemasu. Câu này thì nếu các bạn xét kỹ về mặt cách dùng từ nó bị sai ngay chỗ này ấy. Các bạn lưu ý nha. Còn câu số 3, tanoshitoki wa dare demo, dare demo kokoro ga wakimasu. Như vậy thì về cái câu này thì nó trật lắc về ý nghĩa rồi. Cái trái tim sôi thì như thế nào? Nếu các bạn dịch sang tiếng Việt mình có nghĩa là sôi sục trái tim đấy, thì các bạn cảm thấy nó có ý nghĩa đúng, nhưng mà về tiếng Nhật thì nó sai các bạn nhé. Câu số 4, misoshiru to gohan o mosu wakimasu. Misoshiru là cái gì chứ? Bạn nào biết từ này? Misoshiru là cái súp miso của người Nhật, họ hay ăn chung với cái seto với cơm trắng các bạn nha. Misoshiru và gohan thì người ta thường hay ăn vào ăn cơm, người Nhật người ta thường hay ăn một cái seto như thế này. Seto là ăn chung với nhau, một set với nhau ấy. Như vậy cái câu số 3 này về mặt ý nghĩa sai nè các bạn, câu số 4 này về mặt ý nghĩa sai nè. Mosu de kimasu thì nó đúng hơn nha, tức là ngay lập tức sẽ được nấu xong. Còn cái này mosugu và kemas ngay lập tức sôi là nó không đúng. Câu số 2 này thì về cái cách dùng từ ngay chỗ này, achukute waitemasu, và câu cái cách dùng từ ngay chỗ này thì nó bị sai các bạn nha. Achukute waitemasu, nếu các bạn đọc các bạn ngẫm nghĩ là thấy nó không ai mà nói câu này hết. Rồi tự nhiên có cái dấu chấm ngay đây, hiyotomemasu. Câu này sai, không có đúng. Như vậy câu số 1 này là câu đúng, nhưng mà các bạn phải hiểu nghĩa của nó giùm tôi. Furo ga wakimasta không có nghĩa là nước sôi sùng sục,
giống như lúc nãy tôi bị nhầm nha, mà là nước nó nóng lên các bạn. Người ta hay thường nói là ofuro hoặc wakashite, tức là nghĩa là hãy hãy làm nóng nước trong bồ, hãy làm nóng nước trong cái bồn tắm lên, nghe chưa? Furo wakashite bắt đầu ofuro ga wakimasta, có cái này là cái gì bạn, là tự động từ nha, các bạn nên nhớ trợ từ gá giùm tôi. Tiếp theo câu số 9. Yamu này thì có rất là nhiều ý nghĩa, nhưng mà các bạn nên liệt kê tất cả những ý nghĩa mình biết trước, sau đó các bạn chọn đáp án. Yamu này các bạn chọn giùm tôi đi, sau đó tôi sẽ sửa nha. Yamu là Yamimas đấy, động từ Yamimas mà nó viết thành Yamu. Có đôi lúc những cái động từ nó viết sang thể từ điển, các bạn đọc các bạn không hiểu nghĩa là nó là cái gì, các bạn biết nhưng mà các bạn không hiểu nghĩa. Cho nên là để làm cái phần này nè, nếu như mà các bạn thấy nó gần kiểu giống giống như động từ đấy, thì các bạn nên đưa nó về động từ để cho mình dễ nhận nghĩa của nó nha. Vì yamu này thì động từ nó là yamimasu. Rồi các bạn dịch nghĩa nè, ngay bây giờ tôi sẽ sửa liền. Câu số 1, chujou kaze o futte machi no hi ga yamimasta. Như vậy thì câu này nghĩa là gì các bạn? Cái gió lớn nó thổi đến nè, cho nên là machi là cái quạt diêm ấy nhé, cái quạt diêm, lửa của quạt diêm nó đã yamimas này là ngừng, là ngừng. Nhưng mà các bạn nhớ từ yamimas này nè, chúng ta chỉ sử dụng riêng đặc biệt với cái động, cái danh từ đó là ame ga yamimasta, tức là mưa đã tạnh rồi. Các bạn nên nhớ nguyên một cụm từ đó, và đó là lý do tại sao lúc nào tôi hướng dẫn các bạn học từ vựng cũng học nguyên một cụm từ như vậy đó. Câu này thì các bạn có thể là higakie master chứ không phải là higajami master, không có được, lửa đã tắt nha. Câu số 1 sai. Câu số 2, osake mo tabake mo yamu hoga karada ni ii desu yo. Câu này thì các bạn có thể nói là osake mo tabako mo yameta hoga, yameta hoga. Từ yameru thì có nghĩa là bỏ, từ bỏ nha. Các bạn phải thế vào đây là chữ yameru mới đúng chứ không phải yamu. Câu này sai luôn. Câu số 3, hikoki ga taifu no se de yamu koto ni narimashita. Như vậy thì máy bay á, thì do bị ảnh hưởng của gió nè, do của bão chứ, của bão cho nên là đã ngừng lại. Như vậy thì không thể nào yamu koto được các bạn. Mà nó các bạn nên thế vào đây một cái từ nào hợp lý nhất. Đó là chiushi nhé. Chiushi tức là ngừng lại. Hoặc là nếu các bạn học lên cao hơn một chút xíu nữa thì các bạn sẽ nói là nó còn một cái từ mà gọi là còn một cái từ gì để tôi nhớ, tôi hướng dẫn cho các bạn. Nó còn một cái từ riêng chuyên dụng để sử dụng cho những cái chuyến tàu, những cái chuyến bay mà nó bị dừng lại đấy, hoặc là những cái chuyến tàu thủy mà nó bị ảnh hưởng của gió bão gì đấy, nó dừng lại đấy, thì nó còn một cái từ riêng biệt nữa các bạn. Hiện tại thì đột nhiên tôi không nhớ được từ này. Nó là cái từ đọc ngọc, tôi không nhớ từ này. Khi nào tôi nhớ ra thì tôi sẽ livestream, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sau nhé. Bây giờ đột nhiên tôi không nhớ cái từ này. Nhưng mà các bạn có thể thay vào đó là một cái từ chiêu si vẫn được nhé, tức là ngừng lại, đình chỉ lại. Tiếp theo câu số 4 các bạn dịch nghĩa giùm tôi nha. Kesa kara futteta ame ga yugata yamimasta. Như vậy thì cái đám mưa, cái trận mưa mà nó đã rơi từ hồi sáng giờ đấy thì vào buổi chiều nó đã tạnh rồi. Như lúc nãy tôi đã nói với các bạn như thế nào. Cái từ ame này nè thì nó phải đi chung với yamimasta. Nó là nguyên một cái settle với nhau, nó phải đi settle với nhau. Ok. Như vậy câu câu nào đúng bên nữa, không chọn câu đúng sao được. Câu số 4 là câu đúng nhất nha. Tiếp theo câu số 10. Hôm nay tôi sẽ giải cho các bạn đến 10 giờ nhé. Vẫn đến 10 giờ, 10 giờ, 10 giờ đấy. Hôm nay tôi khá mệt cho nên tôi không thể nào giải nhanh được. Yoru. Yoru thì ai không biết nữa thì tôi thua luôn. Từ này là gì các bạn? Yoru. Câu này sửa nhanh thôi nha. Câu này rất là dễ rồi, nó thuộc về chắc là N6 hay gì đấy. Tiếp theo câu số 1 có nghĩa là gì? Siêu có si gì cần ra đường rồi để cai ghi ní.
Yorimasu. À, từ Yoru này có hai ý nghĩa nha. Nếu mà danh từ nó là buổi tối đấy, còn nếu mà nói về động từ thì nó là còn có ý nghĩa là ghé vào ấy, ghé vào ấy. Yoru này. Cho nên là chúng ta nhìn như thế này thì các bạn không thể nào phán đoán ngay được cái nghĩa của nó là nghĩa gì các bạn nhé. Nó có rất là nhiều nghĩa đúng không các bạn? Từ Yoru này thì là buổi tối đúng chưa? À, buổi khuya đấy. Ngoài ra thì nếu mà nói về động từ thì nó còn nghĩa là ghé đâu đó. Ví dụ là con mini ni Yoru ghé vào cái tiệm cửa hàng tiện lợi chẳng hạn. Rồi câu số 2. Hajimeru jikan ga yotte Hajimeru jikan ga yottekimashita. Mô sư desu. Câu này nghe nghịch lý sao? Chưa bao giờ tôi nghe được câu này. Tiếp theo câu số 3 các bạn. Những câu nào mà các bạn dịch nghĩa các bạn thấy cảm thấy nó sai á, bỏ bằng bên đi, có nghĩa đâu mà dịch. Rồi tiếp theo câu số 3 nhé. Câu số 3 các bạn dịch nghĩa cho tôi. Hikoki ga yoranai yo ni kyo tsukete kudasai. Như vậy các bạn dịch tới cái câu số 3 này nè, các bạn lại biết thêm cái từ Yoru nữa, còn một nghĩa nữa. Bạn nào mà không biết cái từ trong cái hoàn cảnh này có nghĩa là gì đó, các bạn ghi lại giúp tôi nhé. Từ Yoru có nghĩa thứ nhất là buổi tối, khi bạn nói về cái trạng từ thời gian. Khi mà nói về động từ thì Yoru này còn có nghĩa là ghé vào, ghé đâu đó. Ví dụ Yoru con mini ni Yoru ghé vào cái cửa hàng tiện lợi. Ví dụ như là Sukin Suruto chiu ni con mini ni yotte Nokaimono Oste Mata Sukin Smash, tức là trên đường đi làm thì tôi đã ghé con mini mua đồ, sau đó đi làm tiếp. Rồi như vậy thì ngoài ra nó còn một ý nghĩa nữa các bạn. Đọc tới câu số 3 này tôi nhớ ra được một ý nghĩa nữa, có nghĩa là bị sai, sai cái gì đó, sai tàu hay là sai máy bay hay là sai xe, sai sóng đó các bạn nhé. Thì các bạn sẽ nói từ Yoru. Yoru ví dụ như là Hikoki ga yoranai yo ni tsukete kudasai, tức là hãy chú ý đừng có để bị sai máy bay nhé, đừng có để bị sai tàu sai xe đấy. Từ Yoru này nó còn có một ý nghĩa đó nữa các bạn nhé. Tiếp theo câu số 4. Chotto honya ni yotte kara uchi ni kaerimasu. Như vậy thì câu 4 này các bạn dịch nghĩa của nó là cái gì? Câu số 4 này có nghĩa là gì các bạn? Lúc nãy tôi vừa hướng dẫn rồi, ghé vào đâu đó đúng không? Hồi nãy tôi nói cái gì? Con mini ni yotte. Thì bây giờ nó thiếu ở đây cái chữ honja thôi. Honja là cửa hàng sách thôi nha. Như vậy thì vừa vừa cho ví dụ lúc nãy luôn, thì bây giờ nó ra ngay cho câu 4 này rồi. Như vậy thì các bạn thấy câu nào đúng? Câu 4 nha. Câu này có bao nhiêu bạn chọn sai? Phần này hình như hơi khó với các bạn đúng không? À, các bạn lưu ý giùm tôi nha, từ sai này có hai ý nghĩa nha các bạn. Một cái là sai rượu, một cái là sai tàu sai xe đó nha. Từ sai sai rượu là dập ba rư các bạn nha, dập ba rư. Các bạn nào chưa biết từ sai rượu thì ghi vào dập ba rư là sai rượu nha. Tiếp theo câu số 11. Homeru. À, rồi rồi tôi dịch nhầm câu số 3. Hồi nãy Bioki mà đọc ra là Hikoki. Mắt tôi chắc phải đeo kính 6 độ. Cảm ơn các bạn đã nhắc tôi nha. Đúng rồi, từ Joymas các bạn, Joymas có nghĩa là bị sai đấy, bị sai tàu sai xe đấy, còn dập Baru là sai rượu nha. Hikoki mà tôi nhìn ra Hikoki ghê thật. Câu đúng là câu 4 nha các bạn, chọn đáp án đúng được là được rồi. Về mặt ngữ pháp câu này đúng nè. Honja ni yotte kara uchi ni kaerimasu, tức là cái này có thể là trên đường đi làm về hay gì đấy thì chúng ta ghé vào cái cửa hàng sách mua một vài cuốn sách sau đó về nhà. Từ Bioki mà tôi nhìn ra Hikoki, mắt tôi thì chắc cũng là nói về cái độ là không thể nào mà rõ hơn được nữa.
Rồi tiếp theo từ Homeru có nghĩa là gì các bạn? Homeru. Homeru. Tôi nói vui cái này cho các bạn biết nha. Tôi sửa bài thi cho các bạn. Chưa bao giờ tôi có cái gọi là đáp án, chưa bao giờ có gọi là cái giáo án hết các bạn. Tôi không bao giờ tôi đọc trước cái đề thi hay là nhìn trước cái gì cả. Bởi vì tôi đâu có thời gian các bạn. Tôi vừa về xong, đi làm về xong cơm nước là bắt đầu lên livestream giải đề cho các bạn. Cho nên cái đề thi nó là cái gì tôi cũng chưa bao giờ đọc qua. Và cái đề này thì hình như có tôi có giải rồi, nhưng mà giải tầm khoảng 3 4 năm về về trước vậy. Bây giờ đối với tôi thì nó là furusugi rồi. Quá cũ. Tiếp theo câu số 11 các bạn, Homeru có nghĩa là gì? Homeru là khen ngợi đúng không? Khen ngợi. Còn trái nghĩa của nó từ gì nào? Bạn nào biết? Shikaru. Có nghĩa là bị la, bị mắng nhé. Rồi, câu này thì làm tranh thủ làm lẹ lên. Kodomo ga ikoto o shita no de homete agemasu. Câu này đúng không? Có ai muốn mà lúc nào cũng muốn được homete agemasu không? Ai cũng muốn được khen đúng không? Như vậy thì câu 1 này các bạn đọc xong các bạn thấy nó đúng không? Và vì con của tôi thì nó đã làm điều tốt cho nên là tôi đã khen nó. Homete agemasu, tức là khen tặng ai đó cái gì đấy. Câu này để vào một bên, có lý nha. Một hồi phân tích lại sau. Câu số 2, Kodomo wa koto koto shita no de homete agemasu. Homeru này có nghĩa là khen ngợi. Nhưng mà trong câu này nó nói là gì? Câu số 2 nói gì? Con của tôi làm điều xấu cho nên tôi đã khen nó. Làm điều xấu mà khen. Nghe cũng lạ ha. Câu này thì các bạn sẽ thế vào từ homeru này bằng cái từ là shikaru. Shikaru có nghĩa là cái gì cơ? La mắng đúng không? Chửi bới la mắng nhé. Rồi câu số 3, Kodomo ga病気 になったので褒めてあげました. Con của tôi trở nên vì nó bị bệnh cho nên tôi khen nó. Cái người người mẹ hoặc là người cha này thì cũng chắc cũng có vấn đề gì đấy, con bị bệnh mà khen. Câu này thú vị ha. Sai luôn. Câu số 2 cũng sai luôn. Câu số 3, Kodomo ga keigao shita ので褒めてあげました. Con tôi bị thương cho nên tôi khen nó. Con bị thương khen nó cũng sai luôn. Câu này thật là nghịch lý. Câu đúng nhất là câu số 1 các bạn nha. Kodomo ga ikoto shita no de homete agemasta. Hoặc là ý tên sự ở testo de ý tên sự ở tota no de sensei ni homete agemasta. Có nghĩa là gì các bạn? Trong kỳ thi tôi lấy điểm tốt cho nên là được giáo viên khen. Tiếp theo câu số 12, Shikaru mới vừa nói lúc nãy luôn. Có nghĩa là gì? Trái nghĩa với cái từ homeru ở trên. Có nghĩa là bị la mắng nhé. La mắng gì đấy. Sửa ngay lập tức câu này các bạn ơi. Câu này rất là dễ rồi. Okoru là bạn Nguyễn Quang nói là okoru là giận thôi nha. Giận dữ, okoro emas tức là bị ai đó giận mình, bị ai đó la mình nha. Nó hoàn toàn khác với cái từ shikaru này các bạn. Một shikaru này là chuyên nói về bị la, mắng cái gì đấy, la mắng gì đâu, okoro là giận thôi. Cái từ shikaru này nó nặng nề hơn ấy. Tiếp theo câu số 1. Karaoke ni itte okina koe de uta o shikaritai desu. Câu này rất là tào lao luôn. Tự nhiên đi karaoke này. Phải nói là muốn hát cái giọng lớn mới đúng nha. Okina koe de uta o uta ừ tai tai các bạn nhé, ừ tai tai ừ ta ư đấy, tức là hát nha. Còn shikari tai này là gì? Muốn la hả? La này là bị la mắng cái gì đấy, la mắng ai đó chứ không phải là la cho lớn lên các bạn nha, đừng hiểu nhầm. Câu số 2, Maya Satomodachi ni genki yoku ohayo to shikarimasta. Mỗi buổi sáng thì tôi cái gì? Tôi chửi bạn tôi ohayo một cái giọng rất là lớn. Câu này thì bởi vì nó sai, cách dùng từ sai cho nên dịch nghĩa là nó ra rất là kỳ như thế. Các bạn có thể nói là Ohayo to aishashimasu nè. Ohayo to aishashimasu. Tức là tôi chào hỏi bạn tôi Ohayo rất là lớn, rất là khỏe. Thế mới đúng. Câu số 3, Shikurai o wasurete sensei ni san jippun mo shikaremasta. Câu này đúng nè. Đọc xong là biết đúng liền luôn ấy. Làm vì bị quên bài tập cho nên là bị giáo viên la đến 30 phút luôn. Tôi mà bị la đến 30 phút thì là thôi, bữa đó tôi nghỉ học luôn ấy. Gặp cô già sư già sinh đầu ấy tôi ngồi ano sensei ni san jippun mo shikarai de nante shikarai de nante gặp cô ano già mấy tao ấy tôi không buồn, nghĩ là nghỉ học sẽ sướng hơn, cỡ cái kiểu như bị la giáo viên chửi 30 phút này tôi nghỉ học vui hơn. Có nghĩa là như vậy, nó vui thôi nha. Như vậy câu số 3 là câu đúng các bạn nha. Tiếp theo câu số 4, watashi no kotoba ni watashi no kotoba ni shikatte chichi wa nan ni mo imasen. Có này là cái gì? Tự nhiên la với tôi, với cái từ vựng của tôi. Cha tôi thì
không nói gì hết. Câu này thì trật luôn, về mặt ngữ pháp, về ý nghĩa nó không có đúng cái gì hết đấy. Dịch nghe rất là kỳ luôn á. Sửa nhanh lên các bạn nha. Như vậy câu đúng nhất là câu số 3. Sugarai wa surete sensei ni san jibun shikara de master. San jibun mo shikara de master, tức là bị la đến 30 phút. Tiếp theo câu số 13. Kureru. Kureru. Kureru này đôi lúc á các bạn nhìn vào, các bạn không biết nghĩa là cái gì luôn á. Tại vì nó có rất là nhiều nghĩa, cho nên là các bạn cứ nhìn trước. Cái câu nào, cái từ nào các bạn không dịch nghĩa được á, các bạn nhìn những cái đáp án như đây nè, rồi các bạn sẽ hiểu nghĩa thôi. Tokyo ni kite kara mo gonen mo kuremasta. Gonen mo kuremasta. Câu này không cần dịch nghĩa nó cũng biết nó sai luôn các bạn. Các bạn hiểu không, tại sao không cần dịch nghĩa mà biết nó sai không? Bởi vì không tự nhiên đến Tokyo rồi bây giờ cũng 5 năm rồi, 5 năm mà ý người ta muốn nói là đã được 5 năm rồi mà tự nhiên 5 năm kureru là sao? Nhìn là thấy biết nó trật rồi. Nhìn là biết nó nghịch lý rồi. Các bạn có thể nói câu này như thế nào? Tokyo ni kite kara mo gonen kan mo tatta. Tatta. Gonen kan mo tatta nghĩa là đã được 5 năm rồi. Ta chưa các bạn là tatta nha. Rồi các bạn dịch tiếp giùm tôi câu số 2 đi. Tôi dịch hoài cũng mệt chứ. Thế là câu số 2 nha. Tomodachi to hanashiteru to jikan ga sugu ni kuremasta. Sugu ni kuremasta. Sugu ni kuremasta là nói chuyện với bạn thì cái nếu mà nói chuyện với bạn thì cái thời gian ngay lập tức gì? Ngay lập tức tự nhiên cái gì các bạn? Lặng đi hả? Nghe rất là kỳ, không đúng nha. Sugu na kuremasta là thời gian nhanh chóng nó sẽ hết đi thì nghe hợp lý hơn. Câu số 1 và câu số 2 sai rồi. Tiếp theo câu số 3 nha. Hiru wa atsukatta desu ga hi ga kurete. Đây. Cụm từ này nhớ luôn giùm tôi nè. Nguyên một cụm từ hi ga kurete. Suyuku à suyushi kunarimasta. Hi ga kureru là gì các bạn? Mặt trời xuống núi đấy. Tức có nghĩa là chiều tối đấy nha. Các bạn nhớ luôn giùm tôi nguyên cụm từ này hi ga kureru. Có nghĩa là mặt trời xuống núi đấy. Nói giống như trong phim kiếm hiệp là mặt trời xuống núi, nhưng mà nói sang tiếng Việt mình có nghĩa là hết một ngày đấy. Higakurete Suyushikunarimasta. Như vậy câu số 3 này đúng nè. Các bạn thấy nguyên cái cụm từ mà Higakurete này chọn đáp án cho tôi ngay lập tức nhé. Đó là câu đúng thôi. Yote no jikan o kureta no ni basu wa mada kimasen. Vậy thì câu này có nghĩa là gì? Nếu như các bạn sử dụng cái từ thay chân từ này thành một cái từ là jikan ni nhé. Jikan ni o kureru. Yote no jikan ni o kureta no ni ba sự quá mara konai, mara kimasen, tức là đã trễ cái thời gian của dự định rồi nhưng mà xe buýt thì vẫn chưa tới. Vậy mà xe buýt vẫn chưa tới. Thì câu đúng nhất là câu số 3 các bạn nha. Hiru wa atsukatta desu ga higakurete suyushikunarimasta. Tiếp theo câu số 4, câu số 14. Makeru. Makeru. Makeru là cái gì? Makeru là cái gì các bạn dịch nghĩa giùm tôi nhé. Bạn hiểu võ nói tiếng Việt là mặt trời đi ngủ. Higakurete suyushikunarimasta. Mặt trời đi ngủ rồi trở nên mát mẻ. Rồi tiếp theo câu số 14 nha. Makeru. Makeru. Các bạn ơi, các bạn có thấy là đôi lúc mà tôi giải đề thi tôi phải nói cái gì đó vui vui cho các bạn đừng có đỡ buồn ngủ đúng không? Chứ mà giải cái kiểu như một khuôn mẫu quá thì rất là chán luôn các bạn. Phải nói dịch nghĩa cái kiểu gì đấy cho nó thoáng, cho nó vui vui lên. Và các bạn có thấy cái phong cách mà mỗi lần mỗi khi tôi giải đề thi nó khác hoàn toàn với phong cách mà tôi dạy học cho các bạn đúng không? Mình giải đề thi thì mình phải thoải mái lên một chút xíu nha. Rồi ok, mà cái đó là cái gì các bạn? Mà cái đó là thua. Còn ca chư, trái nghĩa của nó là có nghĩa là thắng nha. Ca chư. Ca chư là thắng. Ca chư là thắng. Tôi viết chữ bằng con chuột rất là xấu. Các bạn cố gắng nhìn giùm tôi nhé. Ca chư có nghĩa là thắng. Makeru là thua. Như vậy thì tôi chỉ thêm cho các bạn một từ nữa. Makeru mono. Makeru mono nhé. Makeru mono. Bạn nào muốn biết từ này ghi vào. Makeru mono. À Makeru mono đúng rồi. Makeru mono. Tôi bị nhầm. Makeru mono. Bạn nào biết nghĩa từ này? Bạn nào biết nghĩa từ Makeru mono? Nhắn tin giùm tôi cái nghĩa dưới đi.
Makemono nhỉ, Makemono. Makemono. Tôi bị nhầm cái từ này. Tôi muốn chỉ cho các bạn cái từ mà gọi là lười biếng ấy. Cái người lười biếng đó các bạn. À, khi mà các bạn học những cái cụm từ mà nó na ná nhau thế này nha. Ví dụ các bạn học từ makeru có nghĩa là thua. Như vậy thì các bạn sẽ thấy được một cái từ tương đồng với nó nè, có một cái chữ gần giống như thế này. Na ma ke. Na ma ke mono. Có nghĩa là kẻ lười biếng. Kẻ lười biếng tức là người lười biếng, người không có chịu làm việc đấy. Còn hatara kimono đấy các bạn, hatara kimono bạn nào biết từ này có nghĩa là gì? Bạn nào biết từ hatara kimono có nghĩa là gì các bạn? Sẵn đây tôi chỉ cho các bạn luôn nha, hatara kimono. Hataraki, các bạn đã học từ này chưa? Hataraku là có nghĩa là làm việc nha. Hataraku. Như vậy thì các bạn đưa về hataraki nè. À, tôi bị nhầm nữa này, hataraki nha. Chữ ta mới đúng các bạn, hataraki. Hataraki, các bạn thêm vào từ mono nữa thì nó có nghĩa là gì? Là người siêng, tức là người chăm chỉ. Hataraki mono. Khuyến mãi thêm cho hai từ. Namakemono là người lười biếng nha các bạn. Và Hatarakimono là người chăm chỉ nha. Như vậy tôi thuộc người nào? Namakemono hay là Hatarakimono các bạn? Tôi là Namakemono nha. Cực kỳ Namakemono. Tốt tới mọi Namakemono. Người cực kỳ lười biếng. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại câu số 14 và chọn đáp án giúp tôi đi. Makeru hay là thua nha. Watashitachi ga niten. Muko ga san ten de watashi tachi ga maketa. Maketa, muko là cái gì bạn? Muko là cái phương hướng, là cái đối phương của mình đấy. Phương hướng là đối phương nha. Như vậy câu này nghe có vẻ có lý nè. Để mà hỏi xem sao. Đội của chúng tôi ấy, watashi tachi là chúng tôi. Chúng tôi thì ten này là có nghĩa là điểm nha các bạn, điểm số nha. Có hai điểm thôi. Còn muko là cái đội của đối phương đấy thì nó ba điểm là cho nên là đội tôi thua. Câu số 2, watashi tachi ga san ten, muko ga ni ten de watashi tachi ga makemasta. Câu này tự nhiên không, tôi 3 điểm, đội đối phương 2 điểm, tôi thua là sao? Chúng tôi thua là sao? Các bạn phải thay từ này vào thành kachu nhé, có nghĩa là thắng. Câu này sai rồi. Tiếp theo câu số 3, watashi tachi ga itten, muko wa itten, de watashi tachi ga maketa. Như vậy thì câu này cũng sai luôn nha các bạn. Người một thì làm sao gọi là thua được, phải đều nhau nhé. Tiếp theo câu số 4, watashi tachi ga zero ten, muko ga zero ten de watashi tachi ga maketa. Vậy câu này cũng nó giống như câu ba ở trên nha. Phải nói là hòa nhau chứ không thể nào thua được. Như vậy thì câu số 1 là câu đúng nè. Tiếp theo câu số 15. Câu số 15. Todokeru. Todokeru là cái gì các bạn? Dịch nghĩa giùm tôi cái từ này đi. Todokeru là cái gì nào? Todokeru là cái gì các bạn? Dịch nghĩa giùm tôi từ Todokeru nha. Todokeru có nghĩa là cái gì? Dịch nghĩa nhanh lên, sau đó chọn đáp án giùm tôi đi. Tôi dịch nãy giờ khan tiếng luôn rồi. Zero ten là không điểm nha. Dịch Nguyễn hòa nhau. Họ ế, hòa nhau hả? Huề nhau là gì hả sensei? Huề nhau là hikiwakeru các bạn nha. Hikiwakeru là huề nhau. Từ này nè. Dịch kanji gì sao quên rồi. Chờ tôi chút xíu nha. Tôi nhớ mày mãi chữ kanji nó là như thế này sao ấy. Hiki và keru trong chữ phân chia ra các bạn nhé, trong chữ phân chia ra từ và keru
Hikiwakeru ấy, hòa nhau, hòe nhau nhé. Rồi bây giờ các bạn sửa giùm tôi câu số 15 đi. Torokeru. Torokeru có nghĩa là đến nha các bạn. Đến, gửi đến đấy. Gửi đến. Cái gì đó gửi đến, với hành lý gửi đến. Torokeru này là từ động từ, còn thay động từ, còn Toroku á, Torokimasu đó là từ động từ các bạn nha. Câu số 1 có nghĩa là gì? Tegami no, Tegami o futo ni arete posto ni Torokimasu. Câu này đúng không? Đúng rồi các bạn. Tự nhiên không, cho cái lá thư vào trong phong bì, sau rồi cái đó tới tới cái postal, tức là tới cái thùng thư. Câu này đúng hay sai? Các bạn có thể thay vào cái từ Torokeru này bằng cái từ là Iremas nha, Iremas. Irete posto ni Iremas. Cho vào trong cái từ cái postal, tức là cái thùng thư ấy, thì đúng hơn. Như vậy câu số 1 thì sai nha. Tiếp theo câu số 2, Tenshin Namono nano de watashi ga no jibun de otaku made torokemasu. Otaku made torokemasu. À, tức là câu này có nghĩa là gì nào? Tôi sẽ dịch chậm câu này cho bạn nghe nhé. Tenshin Namono nano de, vì là một cái món đồ quan trọng. Watashi ga jibun de otaku made. Otaku là cái gì các bạn? Otaku là nhà đấy, nó bằng với uchi. Otaku made torokemasu tức là vì đây là một cái món đồ quan trọng cho nên là tôi sẽ tự tay, tự mình jibun de mang đến nhà của bạn. Otaku tức là nhà của bạn đấy, nhà của người nào đó. Rồi hiểu chưa? Còn uchi là nhà của mình, otaku là nói về nhà của người khác đấy. Còn jitaku mới là nhà của mình. Nó có rất là nhiều ý nghĩa khác nhau. Từ từ các bạn học lên những cái từ vựng mới thì các bạn sẽ biết thôi. Câu số 3 là tai se okinasu chữ ke sự o hikoki no naka ni torokete ikemasen. Torokete wa ikemasen. Sư chữ ke sự là cái gì? Là cái wali á. Cái wali các bạn kéo tay đấy. Thì câu này có nghĩa là gì? Vì là cái những cái wali lớn, những cái wali to thì chúng ta không thể nào mà mang lên hành lý được. Mochikomu thì sẽ đúng hơn các bạn. Hikoki no naka ni mochikon de wa ikemasen, không thể mang vào máy bay. Các bạn thay vào cái từ torokeru này bằng cái từ mochikon, mochikomu đó. Mochikomu là mang vào. Tiếp theo câu số 4. Doko de mo sai in o tore toreru yo ni ichimoka kamera o torokete ma. Sasino toreru yo ni ichimo camera o torokemasu. Câu này là gì? Để mà lúc nào cũng có thể chụp hình được ấy, thì luôn luôn mang theo máy ảnh bên người thì mới đúng nha. Các bạn có thể nói là cái từ này là gì? Thay cho từ torokeru này bằng từ mochu ấy, tức là motemasu, lúc nào cũng mang theo. Rồi, tiếp theo câu số 16.